giờ mình chơi trò chơi nha. Khi bạn đưa tay cao lên như thế này thì các em sẽ vỗ tay cho thiệt là lớn nha. Rồi nếu như mà đưa thấp xuống thì vỗ tay nhỏ lại. Còn đưa thấp nữa thì nhỏ nữa nha. Bắt đầu làm lại nè. Bắt đầu, chuẩn bị, vô. Lớn lên. Chưa lớn, chưa lớn. Rồi, cảm ơn mấy em. Ta là vua. Các em nói là câu lẹ. Mình làm lớn trước đi nha. Ta là vua. À, các em nói câu lẹ thì các em phải thấp hơn vua nha. Ta là vua. Ta là vua. Các câu lẹ thì phải thấp xuống. Biết chơi trò này không? Biết chơi trò này không? Biết không? Biết em. Ta là vua. Ta là vua. Ta là vua. Ta là vua. À, rất là giỏi rồi. Là một chàng pháo tay chào đón một người mới. Dài. Xin một chàng pháo tay thiệt lớn à. Xin mời Bảo Thội, Bảo Thội. Mời trưởng tọa. Các em ơi. Nhỏ quá. Các em ơi. Các em có chịu không? Có không? Nói lớn lên, có không? Đúng rồi, phải như vậy mới được. Bây giờ hát cái bài này hát lớn lên nha. Chơi lửa chạy, cần hát hay, chỉ cần hát lớn thôi. Chiều chơi, chiều chơi, chiều chơi, sức mắt im mà buồn. Chiều chơi, chiều chơi, chiều chơi, sức may mà buồn. Nhỏ quá. Vẫn còn yếu, hát thật tật. Chơi đây này thì chúng ta mới chơi được. Chiều chơi, sức may mà buồn. Chiều chơi, sức may mà buồn. Buồn là củ lăn, không buồn là chiều chơi. Rồi, cảm ơn các em nha. Bây giờ nè, hôm nay nhỏ bằng các em luôn, giống như lời chưa nói, cho nên gọi các em là bạn. Các bạn ơi, tay lên, giơ hai tay, dìu cái tay coi, lắc cho dìu cái tay nha. Bây giờ các em nói và làm theo, nói thật là lớn lên nha, nói lớn lên nha, khởi động cái tay nha. Tay đâu? Đúng rồi, bên đây lớn, bên đây vẫn còn nhỏ. Tay đâu? Một. Một nụ hoa. Trời ơi, yếu quá, nói to lên coi. Một nụ hoa. Đúng rồi, hoa lung linh trước gió. Nói lớn lên. Đúng rồi, hai nụ hoa. Hoa lung linh trước gió. Đưa tay của mình ra làm cái hoa nè. Rồi, ba nụ hoa. Đưa thêm một cái chân nữa. Hoa trước gió. Rồi xuống làm bốn nụ hoa coi. Vậy mới chơi còn làm chơi được đâu. Bốn nụ hoa, nó lớn lên. Trước gió hoa linh linh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi nha. Anh sẽ giúp cho có được thật nhiều sức khỏe để chúng ta chiến đấu lại với cái con nguy hiểm nhất hiện giờ là cái con Covid. Bây giờ chúng ta sẽ tập thể dục, tập võ để chiến đấu lại cái con Covid. Các em có chịu không? Nói lớn lên coi có chịu không? Rồi bây giờ nha, chuẩn bị khởi động nha. Nói mà làm theo anh nha. Học võ nha. Xuống tấn. Các em làm giống anh coi, xuống tấn. Trời ơi, nói nữa. Phải nói lớn đi, xuống.
đúng rồi, xuống đánh thì các em là hừ không đánh hừ làm lại yếu quá xuống đánh. Bây giờ làm nhẹ em đưa cái tay của mình ra nhìn anh, ví dụ như anh thò là đi chuẩn bị nè bạn tay nó kéo luôn nói lớn lên tay đâu tay đâu đứng rồi chỉ không xuống chỉ cho anh nè chỉ còn không biết nè chỉ trời có này nói lớn lên chỉ đó thở chết rồi đánh cho biết nha bây giờ nhát đâu nhát đó sẽ nhát